Sexy Girl by Jubilee, sự ngọt ngào êm ái khó cưỡng. Sexy Girl by Jubilee, nghe tên đã thấy sexy rồi các nàng nhỉ? Vậy nó có thật sự sexy? Mình cảm thấy nó giống như là một màn dạo đầu cho những điều thú vị sắp diễn ra. Khi lớp hương đầu qua đi, cũng là lớp hương giữa ngọt ngào xuất hiện. Mình tự hỏi, có phải là ngọt ngào là để chiều chuộng mũi sau khi bị tấn công? Sự ngọt ngào kéo dài khá lâu, khiến cho chất lượng mùi hương cũng như là độ lưu giữ hương thơm cực tốt. Vẻ đẹp khiêu gợi, ngọt ngào của phái đẹp sẽ được tôn lên ở một tầm cao mới với Sexy Girl by Jubilee. Nếu để nói một cách chân thực nhất, Sexy Girl by Jubilee chính là thứ vũ khí ngọt ngào, quyến rũ, khó cưỡng đối với cánh mày râu. Và chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo và tối ưu nhất cho những bữa tiệc hẹn hò, lãng mạn bên chàng. Sẽ là khung cảnh rực rỡ nhất cho bạn tỏa sáng cùng Sexy Girl by Jubilee đấy. Muốn hạ gục một người đàn ông bằng vẻ quyến rũ và ngọt ngào ư? Thật vô cùng đơn giản với Sexy Girl by Jubilee.